Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay nắng nóng không còn cục bộ nữa mà đã lan rộng suốt từ khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ xuống tới khu vực Trung Bộ. Trời ít mây, nắng mạnh khiến cho bầu không khí càng khô nóng hơn. Dự báo dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, các tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thời tiết sẽ càng oi bức hơn trong từ 3 đến 4 ngày tới. Ngay từ sáng mai thì trời sẽ có nắng với cường độ mạnh khiến cho nền nhiệt độ tăng lên khá nhanh. Nắng nóng sẽ xảy ra ở khu vực đồng bằng và trung du với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội và Hòa Bình thì còn lên tới mức là 37 độ. Chỉ riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên thì trời mát hơn. Ở miền Trung, nắng nóng còn bức bối hơn khi đã kéo dài đằng đẵng suốt từ cuối tháng 7 đến nay. Trong ngày mai chưa hề có dấu hiệu cho thấy nắng nóng sẽ giảm bớt. Suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Khánh Hòa sẽ là vùng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 36 đến 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Thậm chí là các điểm vùng núi phía Tây như là tại khu vực Tương Dương, Hương Khê hay là Đông Hà, dự báo mức nhiệt ngày mai còn lên tới mức là trên 39 độ, trời nắng như đổ lửa. Chỉ có khu vực các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ giảm hơn, dao động từ 33 đến 34 độ nên chưa xảy ra nắng nóng. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng thì ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên lại có xu thế mưa nhiều hơn do trường gió Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần. Dự báo những cơn mưa sẽ xuất hiện nhiều vào chiều tối ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Cục bộ sẽ có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo dông và gió giật. Mưa tăng khiến cho nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh phía Nam giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ hạ xuống mức là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, có thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ là 31 tới 33 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông hàng hải và đánh bắt xa bờ. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam ở mức cấp 4. Đến chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 21 tháng 8 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.